Còn phần kiểm định stretto á, thì mình cũng tiến hành có hai bước thôi, giống như cái bài Siblin vừa rồi. Nó nghĩa là mình chỉ có phần định tính và định lượng thôi. À, đó là nội dung bài học của mình. Rồi bây giờ mình đi qua cái phần định tính các penicillin. Thì các bạn quan sát chung nha, cái cấu trúc của các penicillin các bạn, nó có một cái dòng này. Này các bạn học rồi đúng không các bạn? Cái này nó gọi là gì các bạn? Nó là cái gì? Nó là cái khung beta lactam. Này cái dòng nitơ này ha các bạn ha. Dòng bốn cạnh có nitơ ở đây, nó gọi là cái khung beta lactam. Nên nó còn gọi là kháng sinh nhóm beta lactam nữa các bạn ha. Đây là cái khung chung. Sau đó đối với các penicillin của mình thì nó có thêm cái dòng tiếp theo là cái dòng thiazolidine. Vậy cái khung chung của cái này gọi là gì các bạn? Khung Bnam. Nhớ nha các bạn. Đây là cái khung Bnam thì trong đó nó có hai cái thành phần này. Dòng beta lactam là cái bốn cạnh này và cái dòng thiazolidine. Này là phần lý thuyết các bạn học rồi nha. Chính vì cái cấu trúc chung nó giống nhau các bạn, các penicillin của mình chỉ khác nhau ở vị trí nhóm thế trên R này thôi. Thì cái này R khác nhau nè, nó cho ra các penicillin khác nhau à. Thì vậy thì cái phản ứng định tính chung nó sẽ dựa trên cái cấu trúc này các bạn ha. Đây phản ứng định tính chung thì rồi các bạn thấy nè, phản ứng định tính chung của mình được thực hiện như thế nào các bạn? Trước hết là bạn thực hiện nó trên mặt kính đồng hồ. Phản ứng này để trên mặt kính đồng hồ các bạn sẽ dễ quan sát hơn. Và hiện tượng của phản ứng định tính chung là gì? Kết của màu xanh ngọc. Nhớ cái này giùm tôi nha, rất là quan trọng khi bạn đi thi đó. Đi học thì nó có thể làm đi làm lại được, đi thi không có thời gian. Nhớ nha các bạn. Nhớ hiện tượng rõ ràng của phản ứng định tính chung của các penicillin là kết củ màu xanh ngọc. Rồi cách tiến hành là các bạn, để thực hiện phản ứng định tính chung thì trước hết mình sẽ pha dung dịch thuốc thử trước là hydroxylamine hydrochloric trong suốt. Nhớ nha, pha cái dung dịch này trước. Thì cách pha làm sao? Bạn lấy một cái ống nghiệm, bạn cho 1 ml hydroxylamine hydrochloric gọi là thuốc thử của môn pha sẵn. Sau đó bạn cho 0,3 ml dung dịch sốt vô. Thì 0,3 ml này bạn có thể lấy 6 giọt nha, lấy cái pipette Lester sạch vô, bạn hút cái natrium hydroxit 1 ml này vô, bạn nhỏ 6 giọt vô trong cái ống nghiệm, bạn trộn đều thì mình được cái hỗn hợp, cái dung hỗn hợp thuốc thử là hydroxylamine pha trong suốt đó. Rồi sau khi có cái hỗn hợp thuốc thử này rồi thì mình mới bắt đầu tiến hành nè. Trên cái mặt kính đồng hồ thì khi thực hành mình sẽ có ba cái chế phẩm của các penicillin, ba kháng sinh trong nhóm penicillin là penicillin Beni V dạng B. Thì bạn cho trên mỗi cái mặt kính đồng hồ một mẫu thôi nha. Bạn dùng ba cái mặt kính đồng hồ đặt cạnh nhau. Thì bạn thấy nè, sau khi bạn cho nó lên rồi, cho chế phẩm lên mặt kính rồi, bạn mới nhỏ, dùng ống ra đếm giọt á, cái pipette Lester bạn nhỏ một giọt cái hỗn hợp bạn pha trên đây. Bạn nhỏ lên trực tiếp lên trên cái mẫu của mình. Sau đó bạn dùng cái đầu đũa thủy tinh, bạn trộn cho kỹ nha. Nhớ khuấy trộn đều để cho cái thuốc thử nó tiếp xúc với cái mẫu của mình, nó hòa tan mẫu. Rồi sau khi bạn trộn kỹ xong thì bắt đầu bạn mới nhỏ tiếp một giọt axit acetic chồng lên trên cái giọt cái mẫu của mình hồi nãy. Bạn trộn kỹ rồi bạn tiếp tục nhỏ tiếp một giọt axit acetic lên, cũng dùng đầu đũa trộn kỹ luôn. Nhớ nha các bạn, phải trộn kỹ ở cả hai bước này, ở trên trộn đều lên để nó bắt đầu phản ứng, ở dưới này phải trộn cho kỹ. Lý do tại sao trộn ở trên đây cuối cùng tôi sẽ giải thích cho các bạn sao ha. Còn đây là sau khi bạn trộn cái acid acetic rồi thì bạn sẽ cho tiếp một giọt đồng hai. Ở đây là dung dịch đồng sunfat đó các bạn. Dung dịch đồng hai hay đồng sunfat hay là thuốc thử phthalein A. Nhớ nha các bạn. Nó có dung dịch, nó có màu xanh. Nhớ một giọt nhỏ chồng lên trên cái mẫu của mình luôn. Thì khi đó bạn sẽ thấy có kết tủa màu xanh ngọc xuất hiện. Nhớ nha. Thì giải thích cho các bạn cái phản ứng này nè. Tại sao mình dùng cái thuốc thử này? Các bạn thấy hydroxylamine được pha trong suốt. Đây là một cái tác nhân ái nhân đấy các bạn ha. Nó sẽ làm mở vòng beta lactam của mình ra. Nhớ nha các bạn, dòng beta lactam là cái dòng bốn cạnh mà có nitơ đó các bạn.
Đây các bạn coi cái cơ chế phản ứng của nó này. Đây ha, với tác nhân là hydroxylamine hydrochloric được pha trong suốt thì cái dòng phenam của mình này, nó sẽ dòng beta lactam đây, ngay chỗ cái dòng này ở vị trí nitơ nó sẽ mở ra các bạn ha, nó mở dòng ra ở vị trí này, bạn thấy không, mở ra đây, nó gắn cái hydroxylamine nó gắn ra đây, và khi đó acid acetic khi bạn trộn vô á, nó sẽ tấn công, nó mở vòng đây rồi đúng không, và đồng thời nó kết hợp thì nó tạo cái dẫn xuất acid hydroxamic, bạn thấy có acid đây không, cái góc này nè, acid acetic nó tấn công vô, nó tạo mở gắn tiếp đây, nó lấy cái muối cái natri từ đây ra, nó tạo ra cái dẫn xuất là acid hydroxamic, thì chính cái này, chính cái dẫn xuất này nè, nó mới phản ứng với cái đồng đồng hai mà bạn nhỏ sau cùng vô, nó tạo cái phức xê tát, đây phức đồng hai, nó có màu xanh ngọc, nhớ nha các bạn ha. Đây là cơ chế phản ứng định tính chung, cho nên mình phải làm cho kỹ, lý do là ở giai đoạn này trộn nè các bạn, trộn kỹ pha dung dịch này trước, sau đó cho lên chế phẩm và trộn kỹ để cho nó phản ứng, nó mở vòng, nhớ nha các bạn, sau đó cho acid acetic lên cũng trộn kỹ nữa để nó tác dụng vô đây, tấn công như nó tạo acid ha, dẫn xuất acid hydroxamic đây nè các bạn, thì chính cái dẫn xuất này nè nó mới phản ứng với cái đồng tạo phức xê lát ở đây, ở vị trí đây nha. Đó là cơ chế phản ứng định tính chung. Vậy nói tóm lại, phản ứng định tính chung của các penicillin cho hiện tượng phản ứng cuối cùng là gì các bạn? Kết tủ màu xanh ngọc. Đây nha các bạn. Còn các bước tiến hành các bạn nhớ lưu ý cho kỹ ha. Rồi có gì cần thắc mắc hỏi trong cái phần này không các bạn? Không thì mình qua tới phản ứng định tính phân biệt. Thì tương tự như các penicillin, các cyclin các bạn ha, thì penicillin mình cũng có phản ứng định tính chung để mình xác định nó thuộc cái nhóm đó trước, nó là cái kháng sinh nằm trong cái nhóm đó trước, sau đó mình mới bắt đầu định tính phân biệt để xem nó là kháng sinh beni nào, cái beni, các penicillin như là penicillin nào, thì mình dùng phản ứng định tính phân biệt. Ở đây mình sẽ có ba phản ứng định tính phân biệt các bạn. Thì phản ứng đầu tiên là phản ứng màu, phản ứng với các hãng số 4 đậm đặc. Thì cái phản ứng này nói là phân biệt nhưng thật sự là nó gần như là phản ứng định tính chung vậy các bạn. Nó không có một cái màu gì đặc hiệu hết. Cả ba cái penicillin của mình khi tham gia phản ứng với HSO4 đậm đặc đều cho dung dịch có màu vàng hết. Vàng nhạt, vàng cam hay vàng chanh gì đó, là khi các bạn có cả ba cái này bạn mới so sánh được màu vàng. Chỉ còn nếu khi các bạn đi thi thật sự là nó chỉ có màu vàng thôi, bạn không nhận biết rõ được nó là vàng nhạt, vàng cam hay vàng chanh đâu. Cho nên đối với phản ứng với H2SO4 đậm đặc này, chưa nhận biết được cái penicillin nào đó, các bạn mình vẫn làm. Nhưng mà thực hành thì mình cứ việc làm từ trên xuống dưới để mình nhận biết các hiện tượng phản ứng. Nhưng đi thi thì không chọn phản ứng phân biệt này để làm trước. Nhớ nha các bạn, mình sẽ làm phản ứng thứ hai. Rồi, thì cách thực hiện với phản ứng H2SO4 đậm đặc, cách thực hiện là các bạn. Thì khi các bạn thao tác với một cái axit đậm đặc, thì nhắc rồi, thứ nhất thực hiện trong tủ hút, thứ hai đeo kính bảo hộ, thứ ba phải đeo găng tay, nhớ nha các bạn, đó là những cái cơ bản tôi nhắc các bạn. Rồi khi thực hiện nó thì cái chế phẩm của mình cho giống ống nghiệm càng khô thì càng tốt, nhớ nha các bạn. Còn đây là bạn thấy người ta dẫn cho mình làm ẩm cái nước mà đúng không nè, nhưng ở giai đoạn này nè các bạn không cần làm ẩm chế phẩm với nước đâu các bạn. Đây thật sự ra các chế phẩm của mình á, trong cái điều kiện bảo quản của mình ở đây thì nó đã ẩm rồi các bạn, nên cái cần ở một giọt nước làm ẩm thì không cần, nhớ nha. Còn ống nghiệm sạch khô thì càng tốt, nhớ nha. Còn ống nghiệm á, không có lấy cái ống nghiệm mà đầy nước để làm thôi, bạn lấy cái ống nghiệm bạn ráng nước cất xong, bạn có thể dùng giấy khăn giấy của bạn á, bạn chặn cho nó khô, có nghĩa nó không còn giọt nước chứ không phải khô ke khô hẳn, không phải cần phải đi sấy đâu nha. Rồi các bạn cho 2 ml dung dịch H2SO4 đậm đặc trong tủ hút. Thì cũng như là cái phần cyclin nãy hướng dẫn các bạn thao tác, bạn cứ cho từ từ theo thành ống nghiệm. Khi cái dung dịch H2SO4 này nó tiếp xúc với chế phẩm của mình thì nó sẽ chuyển sang màu vàng. Bạn không cần cách thủy ở giai đoạn này cũng được. Đây, nó không có đặc hiệu ở giai đoạn này các bạn. Cho nên đun cách thủy thì tốt, không đun cũng được. Cho vô là nó cả ba cái beni này nó đều ra màu vàng hết. GV và AMI đều có màu vàng hết. Rồi, mình qua tiếp phản ứng thứ hai nè. Đây mới là phản ứng để phân biệt rõ nhất các penicillin nè các bạn. Phản ứng thứ hai là phản ứng với formaldehyde trong acid sulfuric. À, thì
phản ứng này mới giúp mình nhận biết được các penicillin. Ở phản ứng này mình phân biệt rõ nhất là hai penicillin G và V. Nhớ nha các bạn, phản ứng với formaldehyde trong axit sulfuric mình sẽ phân biệt được G với V. Còn ampi thì nó không đặc hiệu lắm, cho nên ampi sẽ dùng tới phản ứng thứ ba. Thì đối với phản ứng formaldehyde trong axit sulfuric, cách tiến hành cũng tương tự như tiến hành với cái H2SO4 đặc đặc. Cái dung dịch formaldehyde trong axit sulfuric là người ta pha sẵn cái này rồi. Người ta đã pha sẵn formaldehyde trong axit sulfuric cho các bạn rồi. Các bạn chỉ việc lấy cái lọ thuốc khử này nhỏ vào trong chế phẩm thôi. Thì cách làm cũng tương tự. Bạn cho chế phẩm vào trong ống nghiệm khô thì càng tốt. Nhớ nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái pipette. Bạn hút cái H2, cái formaldehyde trong axit, bạn nhỏ từ từ theo thành ống nghiệm. Nhớ nha, bạn cứ nhỏ từ từ theo thành ống nghiệm để cho nó chảy, theo đó nó tiếp xúc với chế phẩm của mình. Bạn đắp đều, sau đó đem về chỗ đun cấp thủy. Khi bạn cho vô á, thì cái màu vàng ở đây là phản ứng này, ở trong cái slide này nó gì không có chính xác nha các bạn. Bạn sửa lại giùm tôi nè. Bạn ghi chú lại trong cái bài học của các bạn nhé. Bạn ghi chú lại để mai mốt lên trường có giáo trình bạn ghi vô. Thì đây, khi bạn cho formaldehyde trong axit sulfuric á, bạn cho vô á, thì bắt đầu nó có màu vàng. Tất cả cái này nó cũng có màu vàng trước, sau đó bạn đun cách thủy. Thì cái này phải đun cách thủy các bạn, nó sẽ cho màu rất rõ nha các bạn. Bạn đem về bạn đun cách thủy, thì cách đun cách thủy cũng là lấy cái cốc cho nước vô đặt trên bếp đun. Sau đó bạn đem các ống nghiệm từ trong cái tủ hút mà bạn đã cho thuốc thử này vô rồi nha. Bạn về bạn nhúng vô cái cốc đó, cái cốc chứa nước để bạn đun cách thủy nó. Thì khi bạn đun cách thủy sôi trong một phút, có nghĩa là nước ở trong cái cốc nó sôi lên, bạn đếm từ 1 đến 60 cho tôi, thì bạn sẽ thấy nha, cái dung dịch trong cái ống nghiệm của mình bắt đầu từ màu vàng. Đối với penicillin á các bạn, thì màu vàng nó sẽ chuyển sang nâu đậm, nó rất là rõ nha các bạn. Dung dịch đây nè, nó chuyển từ màu vàng sang màu nâu đỏ mà nó sẫm xuống nha, màu nâu sau đó mà nó sẫm màu xuống đi. Riêng cái penicillin á thì nó màu vàng, nó chuyển sang màu đỏ mà nó tươi, nó không có nâu nhiều. G thì nó hơi nâu nhiều, nhưng V thì nó đỏ mà nó tươi. Nhớ hai cái màu này rất là rõ và phân biệt được. Còn riêng ampi thì vẫn có màu vàng nhạt, không thay đổi gì hết. Nhớ nha bạn, ở đây bắt buộc phải đun cách thủy nè, vì nó là cái phản ứng đặc hiệu để mình nhận biết các penicillin, cho nên mình làm cho kỹ. Còn ở phản ứng với H2SO4 đậm đặc á, bạn có đun cách thủy thì nó vẫn là màu vàng, nó không có chuyển, cho nên mình khỏi cần đun cách thủy cũng được. Nhưng với phản ứng màu với phản ứng với formaldehyde trong axit, bạn nên đun cách thủy. Và khi đun cách thủy thì nước phải sôi nha, cách thủy mà nó sôi luôn á các bạn, thì các bạn sẽ thấy màu nó chuyển đi từ màu vàng, ban đầu nó sẽ chuyển sang màu đỏ nâu sậm. Nhớ nha, penicillin thì nó sẽ chuyển sang đỏ nâu mà nó sậm xuống, còn V thì màu đỏ mà nó tươi. Nhớ nha các bạn, từ vàng nó chuyển sang bạn thấy rõ ràng. Còn ampi thì dung dịch nó vẫn màu vàng thôi, nó chỉ đậm hơn một chút thôi chứ nó không có chuyển một màu khác nữa. Như vậy thì đối với formaldehyde trong axit sulfuric, bạn sẽ nhận biết được hai cái beni G và V, phân biệt được hai cái beni này. Ampi thì nếu mà so ra nữa thì cả ba đều nhận biết được, đúng không các bạn? Nhưng mà nó không chắc, tại màu vàng này ở H2SO4 nó cũng vàng vậy, đúng không? Cho nên với ampi, để mà bạn xác định nó là ampicillin, bạn nên tiến hành qua một cái phản ứng thứ ba, ứng với thuốc thử theo liên hệ kết luận. Nhớ nha các bạn, thì phản ứng với thuốc thử theo liên là phản ứng phân biệt thứ ba trong phản ứng định tính của các penicillin ha. Thì đối với thuốc thử theo liên thì bạn phải pha trước khi sử dụng, đúng không? Hồi nãy đã nhắc rồi ở phần cái citin rồi đó, thì thuốc thử theo liên bạn sẽ pha gồm có theo liên A và theo liên B ha. Thì đây là thuốc thử hỗn hợp, thuốc thử này được pha loãng với nước, cho nên ta cho sẵn mình nè. Trong cái bếp xe bạn pha 1 ml phthalein A, 1 ml phthalein B. Thế bạn thấy phthalein A và B luôn đặt tỷ lệ 1:1, đúng không? Sau đó cộng với 6 ml nước, bạn pha sẵn cái dung dịch thuốc thử này để ra riêng. Sau đó ha, cho vào mỗi cái ống nghiệm. Ở đây mình có 3 mẫu là 3 cái ống nghiệm ha, penicillin và ampi. Bạn cho nó vô ống nghiệm, sau đó bạn cho một ít nước vô. Cái này cho nước vô để nó hòa tan trước đó các bạn, thì mới cho dung dịch thuốc thử. Nhà ở đây thì cho nước, bắt buộc phải cho nước để lắc cho nó tan cái chế phẩm này. Rồi sau khi bạn cho nước vô lắc đều rồi, thì bạn mới bắt đầu cho 2 ml cái thuốc thử mà bạn pha trên vô.
khi bạn cho vô, bạn nhớ quan sát nào của nó đi nha. Tại ở đây khi bạn bạn pha cái dung dịch, cái bạn pha cái chế phẩm thì hòa tan trong nước rồi, bạn cho thuốc thử theo liên vô, nó phản ứng liền các bạn ha. Thì khi bạn cho thuốc thử theo liên vô đây, các bạn sẽ thấy nè, thuốc thử phê liên vào á, thì bạn quan sát nhanh nha, cho vô là phản ứng liền. TNV và T nó không đặc hiệu, cả hai đều có màu xanh hết. Mặc dù là màu xanh nó có khác nhau nhưng nó ở gần nhau thì bạn mới so sánh được nó khác, đúng không? Nhưng có một mình thì không thể so sánh hai màu xanh này được. Cho nên đối với V và T thì cả hai đều có dung dịch có màu xanh lá, đậm nhạt khác nhau thôi. Riêng Ambi có màu tím các bạn. Khi Ambi á, dung dịch mà chứa cái Ambi á, cái ống nghiệm mà có Ambicillin trong đó thì khi tiếp xúc với thuốc thử theo liên nó cho màu tím liền. Nha, bạn quan sát ngay lúc bạn cho thuốc thử vô là rõ nhất, tại vì cái màu tím này rồi nó cũng sẽ chuyển sang một cái màu xanh thẳm hết, cả ba cái này nó đều về chung một màu giống nhau sau đó. Cho nên bạn sẽ quan sát ngay khi bạn cho thuốc thử theo liên vô, bạn sẽ phân biệt được Ambi có màu tím, nhớ nha các bạn. Rồi BDV và J thì cả hai đều có màu xanh lá. Sau đó cả ba cái này nếu để vài phút sau nó chuyển sang màu xanh thẳm hết, nhớ nha. Cho nên quan sát ngay khi bạn cho thuốc thử theo liên vào. Vậy thì đối với thuốc thử theo liên thì bạn chỉ phân biệt rõ nhất là Ambicillin, nhớ nha các bạn. Chính vì vậy mà tôi mới nói với các bạn là DNV và D thì mình phân biệt được ở phản ứng định tính thứ hai là phản ứng với hoạt hành này trong axit sulfuric rồi, nhưng Ambicillin thì đối với cái phản ứng đó chưa rõ lắm. Bạn nhớ làm thêm thuốc thử theo liên thì nó sẽ đặc hiệu hơn, nó cho dung dịch màu tím nó khác hẳn hai cái này khi tiếp xúc với thuốc thử liền, nhớ nha. Ban đầu á cho vô là cho phản ứng màu tím liền, dung dịch nó màu tím, trong khi hai này nó màu xanh. Sau đó là cả ba đều chuyển về màu xanh hết, cho nên quan sát ngay khi cho thuốc thử vô. À, đó là các phản ứng phân biệt để nhận biết các penicillin đó các bạn. Rồi cái phần mà định tính này các bạn có gì thắc mắc không? Nhắc lại nha các bạn. Đối với các penicillin thì mình cũng thực hiện như các cyclin, đúng không? Phải có phản ứng định tính chung trước, sau đó mới đến phản ứng phân biệt. Thì ở phản ứng định tính chung mình chỉ kết luận được nó là kháng sinh, có phải là kháng sinh trong cái nhóm đó hay không. Thì đối với các penicillin thì mình kết luận là nếu phản ứng định tính chung dương tính, có nghĩa là phản ứng với hydroxylamine trong suốt cho cái hiện tượng cuối cùng mà các bạn quan sát được là kết tủa màu xanh ngọc, thì khi đó bạn mới kết luận được là có kháng sinh nhóm penicillin. Chỉ mới là xác định được cái nhóm của nó thôi các bạn ha. Rồi tiếp tục, sau đó các bạn sẽ đi vô các phản ứng định tính phân biệt để các bạn xem nó là penicillin nào. Ở bài học của mình thì có ba cái penicillin, thì khi đi thi cũng vậy thôi các bạn, chỉ có peni, rê, vê, ambi thôi ha. Là một trời là các penicillin mà mình được học á, thì mình sẽ được thi như vậy thôi. Thì các phản ứng định tính phân biệt, trong đó phản ứng với H2SO4 đậm đặc nó không đặc hiệu lắm, cho nên bạn làm sao nó đi nha. Đối với bài học thì mình đi từng tự để mình quan sát các hiện tượng của phản ứng. À, thì với H2SO4 đậm đặc tất cả đều cho dung dịch có màu vàng, không có đặc hiệu, đúng không? Phản ứng phân biệt thứ hai là với formaldehyde trong axit sulfuric, thì khi đó các peni của mình cho những màu sắc khác nhau khi đun cách thủy. Nhớ nha các bạn, bạn nhớ phải đun cách thủy. Có những buổi á, cái mẫu của mình nó khen á thì nó chuyển màu liền, nhưng mà phần lớn là mình nên đun cách thủy để mình quan sát màu cho rõ nha. Thì đối với phản ứng này, formaldehyde trong axit sulfuric, thì peni rê cho màu nâu đỏ, mà nâu sậm á, nâu đỏ mà nó sậm màu xuống. Còn peni vê thì nâu đỏ mà nó tươi. Hai cái màu này rất là rõ các bạn phân biệt được. Riêng ambi thì vẫn có màu vàng thôi. À, tiếp tục qua đến phản ứng định tính phân biệt với thuốc thử Felding. Thì sau khi kết thúc phản ứng thì hiện tượng cuối cùng là gì? Ambi dung dịch có màu tím trước nha. Khi tiếp xúc với thuốc thử, bạn nhớ tôi nhắc đi nhắc lại là quan sát ngay khi cho thuốc thử Felding vô, thì BNJ và V đều dung dịch có màu xanh lá hết, riêng Ambi có màu tím trước, sau đó mới chuyển sang xanh sẫm lại. À, đó là các phản ứng định tính phân biệt. Rồi các bạn không có gì thắc mắc, mình tiếp qua kiểm định Strepto luôn các bạn ha. Thì đối với phần kiểm định Streptomycin sulfate, mình cũng chỉ có hai phần thôi, là phần định tính và phần định lượng, nhớ nha bạn.
Còn nếu sau này mình học tiếp nè, bài kiểm định tiếp theo của mình là kiểm định axit benzoic và điều chế và kiểm định nước Raven á, thì mình sẽ có nhiều bước hơn là định tính nó trước, nhất là axit benzoic là cái bài mà bạn sẽ học rõ nhất trong cái phần kiểm định đó, là nó gồm ba phần cụ thể là định tính, thử tinh khiết và định lượng. Nhớ nha các bạn, cái đó người ta sẽ hỏi các bạn á, sẽ đặt câu hỏi các bạn vào buổi thi cuối đợt là khi bạn tiến hành kiểm định một cái nguyên liệu hóa dược, bạn sẽ qua những bước cơ bản nào, thì bạn phải nhớ nha, định tính trước, thử tinh khiết và định lượng. Rồi bây giờ quay trở lại bài học nè, kiểm định streptomycin sulfate, bạn nhớ nha, thì đây streptomycin sulfate là cái gốc muối của nó, thì bạn sẽ định tính nó thứ nhất là bạn định tính cái streptomycin này, thứ hai định tính gốc muối, đúng không các bạn? Bạn nhớ nha, mình sẽ phản ứng định tính của mình sẽ dựa trên này. Thì bạn nhìn trong cái cấu trúc của streptomycin sulfate các bạn, streptomycin sulfate là kháng sinh nhóm gì các bạn? Nhóm aminosid, đúng không các bạn? Bạn đã được học lý thuyết rồi đúng không? Thì streptomycin là nhóm kháng sinh thuộc nhóm aminosid. Thì các aminosid này nó gồm có cấu trúc của nó luôn có hai phần cơ bản là phần đường và phần renin. Thì đây các bạn đây nè, hai cái phần cơ bản đây ha, cắt ngay đây, đây đọc cái phần đường, cái phần trên này đọc phần renin, đó là cái cấu trúc cơ bản của các aminosid. Thì cái phần renin của mình đó các bạn, cho nên khi mình định tính mình sẽ định tính cả hai phần, đúng không các bạn? Phần đường nè, phần renin, phần đường đây và phần renin đây đồng thời là cái gốc muối sinh phát của nó. À, đó là quan sát cấu trúc và mình xác định mình sẽ định tính những phần nào. Rồi bây giờ mình đi vô nè các bạn, phản ứng do nhóm guanidine thì bạn thấy nè, các cái phần renin của mình nè các bạn, nó gồm các nhóm guanidine đây, và cái guanidine của mình đây là có gì các bạn, toàn cái NH2 thôi. Thì bạn nhớ mình có gặp nó rồi đúng không, khi thủy phân cắt nó ra thì nó sẽ tạo NH3 làm xanh giấy đo pH của mình, đúng không các bạn? Đó đây nè, phần này là phần renin, và phần renin của mình là gồm các guanidin, cho nên mình sẽ có phản ứng của guanidin đó các bạn, và hiện tượng phản ứng là làm xanh giấy đo pH ha. À, các bạn thấy tiếp theo đó, bạn thấy không, phản ứng của nhóm guanidin bốc hơi, hơi bốc lên làm giấy quỷ quá xanh. Thì cách thực hiện phản ứng này, khi bạn thực hiện phản ứng này bạn nhớ cái chế phẩm của mình phải được thủy phân trong suốt trước. Thủy phân để làm gì các bạn? Để nó cắt ra cái phần đường với phần renin đó, rồi bạn tiếp tục đun nó lên đó. Thì khi đó cái nhóm renin của mình nó là các guanidin, nó chứa nhóm NH trong đó, thì nó sẽ phóng thích amonhac tạo NH3 ha, phóng thích amonhac làm xanh giấy đo pH của mình. Rồi cách tiến hành, bạn cho cái phẩm vào trong ống nghiệm, sau đó bạn cho nước vô, bạn lắc kỹ ha, rồi bạn đem đi đun nó, bạn đun nó đi, bạn đun sôi nó lên. Đun ở đây bạn có thể đun trực tiếp trên đèn cồn hoặc đun cách thủy như những cái phản ứng mà tôi hướng dẫn các bạn. Cách thủy thì bạn nhúng nó vô cốc nước đang đun nóng, còn đây là đun sôi, nhớ nha các bạn. Thì khi các bạn nhúng cái ống nghiệm vô trong cái cốc nước rồi á, khi cái cốc nước mình sôi lên rồi á, thì bắt đầu bạn hãy đặt cái giấy đo pH lên ha. Bạn cũng lấy cái giấy đo pH, bạn thấm một ít nước lên, đặt trên miệng ống nghiệm, nhớ nha, lúc nào cũng đặt trên miệng ống nghiệm để cái amonhac nó sinh ra, nó sẽ bay lên các bạn. Khi các bạn đun như vậy nó bị cắt đứt cái em nhóm NH, nó phân hủy á, tạo NH3, thì NH3 là nó bay hơi dữ đó, nó sẽ bay hơi lên, nó tiếp xúc với cái giấy pH của mình đặt trên miệng ống nghiệm này, nó chuyển từ màu vàng sang màu xanh. Nhớ nha, cái này nhắc đi nhắc lại, đã làm rồi không có để dọc theo thành ống nghiệm, vì khi bạn để dọc theo thành ống nghiệm, bạn thấy nãy mình thủy phân nó trong suốt nè, cho nên cái suốt này nó sẽ bám lên giấy, cái hơi chưa bay lên làm xanh thì cái này đã làm xanh rồi, mà khi đi thi lúng túng không có quan sát được, cho nên là bạn sẽ làm cho mình kết luận âm dương tính giả đó, đúng không các bạn? Nên nhớ cẩn thận đặt trên miệng ống nghiệm và đun sôi để cái hơi bay lên, nó tiếp xúc với giấy đo pH của mình và nó chuyển từ vàng sang xanh, nó quá xanh đó. À, đó là phản ứng của nhóm guanidin hay là cái phần renin trong cấu trúc của streptomycin. Rồi tiếp theo này các bạn, đây là cái cơ chế phản ứng đó ha. À, thì này là suốt vô, nãy nhắc lại ha, nó cắt cái phần này ra, thì cắt nhóm NH2 này, sau khi mình đun sôi tiếp tục á thì nó phóng thích NH3 và làm giấy quỷ quá xanh.
Rồi tiếp theo là phản ứng do nhóm streptol. Nhóm streptol là nhóm đường đó các bạn, phần đường và phần streptol, nhớ nha các bạn. Thì cái phần nhóm phản ứng của cái streptol này á thì nó sẽ có hai cái màu cơ bản nha. Cái bản đầu tiên là nó tạo dung dịch có màu vàng trước, sau đó nó có màu tím. Thì dung dịch có màu vàng ở đây là gì đây? Streptol trong môi trường trong môi trường kèm nó sẽ bị hủy phân, nó tạo thành cái mannitol các bạn. Thì chính cái mannitol này nè nó mới tạo phức với đèn sắt amoni cho dung dịch có màu tím, nhớ nha các bạn. Còn ở đây cho nên mình sẽ có hai cái hiện tượng cho phản ứng này. Các bạn thấy đầu tiên là bạn thấy nó sẽ có màu vàng trước, khi bạn đun nóng nó có màu vàng. Bạn cho sút vô, bạn cũng thực hiện trong ống nghiệm ha, cho chế phẩm vào trong ống nghiệm, sau đó bạn cho sút vô. Sút ở đây là nó sẽ cắt hai phần đường với phần rilin á, bạn tiếp tục đun thì bắt đầu cái phần đường này nó chuyển nè, từ streptol này nó chuyển sang mannitol, nó làm cái dung dịch khi đó nó chuyển sang màu vàng ha. Để nguội cái dung dịch này, sau đó bạn cho một vi lít phèn sắt amoni, có nghĩa là ống nghiệm của bạn sau khi bạn đun á, bạn đun sôi, bạn đun cách thủy cũng được nha, bạn đun trực tiếp cũng được. Thì đây ta yêu cầu mình đun cách thủy, bạn cứ làm như hướng dẫn nãy giờ, bạn dúng nó vào trong cốc nước đun sôi nó lên ha. Đun sôi cái cốc nước, nhớ nha, bạn còn dung dịch trong ống nghiệm không sôi được, nhớ nha. Đun sôi cách thủy có nghĩa là nước cách thủy của mình á nó sôi chứ không phải là nước trong ống nghiệm sôi, nhớ nha. Rồi dung dịch có màu vàng, bạn lấy ống nghiệm ra ngoài, bạn để nguội một chút xíu, sau đó bạn thêm 1 ml phèn sắt amoni trong axit sulfuric 2N. Thì đây người ta ghi này để mà hồi tôi giải thích tại sao như vậy, nhưng cái dung dịch này được pha sẵn, có nghĩa là phèn sắt amoni được pha sẵn trong H2SO4 rồi. Bạn chỉ cần thêm 1 ml dung dịch này vô trong cái ống nghiệm của mình sau khi để nguội, thì bạn thấy dung dịch trong ống nghiệm từ màu vàng chuyển sang màu tím. Và người ta cũng sẽ tận dụng cái phản ứng này các bạn, để người ta đem đi đo quan sát định hàm lượng hoạt chất hay là hoạt lực của streptomycin đó các bạn. Nên một hồi phần định lượng của mình là ứng dụng được cái phản ứng định tính này đây. Nhưng bạn chỉ nhớ, đối với streptomycin mình sẽ có 3 phản ứng định tính ha. Guanidine, rồi tiếp là strepto là phần đường, là phần renin, phần đường và cuối cùng là gốc muối của nó. Rồi phần streptol các bạn có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc trong cái cách tiến hành thì bạn hỏi nha. Rồi bây giờ tôi giải thích cho các bạn cái phản ứng này. Thì bạn thấy nè, khi mà cái streptol của bạn á, thủy phân nó sẽ tạo ra các dẫn xuất này đây, qua nhiều cái biến đổi là bạn cứ đun cách thủy ha, đun cách thủy sôi thì nó sẽ dẫn cuối cùng nó tạo ra cái mannitol. Là cái này các bạn, nó từ cái những cái dẫn xuất này nó chuyển dần cho đến cuối cùng là nó ra được tới cái mannitol là ở đây, dung dịch có màu vàng đã nằm ở vị trí này đây các bạn. Nên nó tạo ra cái mannitol qua cái quá trình thủy phân trong suốt thì nó sẽ tạo ra cái cuối cùng là nó chuyển từ cái đường, cái nhóm cái đường streptol này chuyển sang mannitol tới đây nha. Cái mannitol này là bạn thấy nè, nó có cái OH gắn trực tiếp vào dung thơm đó, tôi đã nhắc các bạn nó là OH phenol ha. Thì cái OH phenol của này là OH enol các bạn, nó vị trí nó đòi này thì đây là enol. Những cái ôn này nó sẽ chạm phức với sắt bạc ha. Thì cái phản ứng định tính này đó các bạn, mình sẽ còn gặp rất nhiều, nhớ cho các bạn, còn gặp nhiều lắm. Đây là cái gặp đầu tiên của bạn trong cái định tính nhóm OH phenol. Thường người ta định tính cái nhóm OH phenol này là nhóm cắn trực tiếp vào nhân thơm này, hoặc là cái OH enol này nói đôi bằng thuốc thử sắt bạc chloric ha, giống như phản ứng định tính của các cyclin nãy cũng vậy các bạn ha. Nó có cyclin mình nó có nhiều OH gắn trực tiếp vào nhân thơm á, OH phenol đó, nên nó cho phản ứng với sắt bạc chloric đó, ở phản ứng định tính chung dung dịch màu nâu sậm. Cái màu của cái phức mà hình thành giữa sắt bạc với các OH phenol enol đó các bạn, nó có màu chuyển dần từ đỏ tím nâu thì cái mật độ OH. Thì ở đây OH bạn thấy ở cái mannitol này nó có cái OH phenol và OH enol, nó sẽ tạo phức với sắt bạc. Nhưng mà ở đây mình không dùng sắt bạc chloric để làm, đúng không các bạn? Mà hồi nãy mình dùng cái gì? Mình cung cấp sắt bạc để tạo phức với cái OH enol đó, nhưng
mình không dùng sắt ba clorit trực tiếp mà mình dùng phèn sắt amoni trong axit sulfuric. Bạn thấy không? Vậy lý do phải dùng phèn sắt amoni mà sao mình không dùng sắt ba đây các bạn? Thì ở đây là phản ứng định tính. Nhưng mà phản ứng định tính này sau này mình ứng dụng cái cơ chế phản ứng này để mình đem đi đo quang định lượng streptomycin, đúng không? Cho nên ở đây khi mà mình đi đo quang á các bạn, thì thứ nhất dung dịch của mình có màu, mà cái phèn sắt amoni á, thì cái màu vàng của nó nhạt hơn là sắt ba clorit, cho nên mình sử dụng phèn sắt amoni đây để cho cái màu của cái thuốc thử nó không lấn át cái màu chính của dung dịch của mình ha. Cho nên người ta dùng phèn sắt amoni, nó cũng cung cấp các ion sắt ba để tạo phức với OH phenol ha, nhưng mà nó không che lấp màu của phản ứng các bạn ha. Còn lại á, tại sao nó được pha trong axit sulfuric các bạn ha? Thì bạn thấy vai trò của axit sulfuric ở đây nè, thì bạn thấy axit sulfuric ngoài cái việc nó là gì các bạn, bạn thấy chế phẩm của mình nãy giờ nó được thủy phân trong suốt đúng không các bạn? Cho nên á, nó bắt buộc mình phải dùng cái HNSO4 này để trung hòa hết cái lượng suốt dư. Sau khi nó tham gia thủy phân nó sẽ còn dư, cho nên cái suốt này H2SO4 ở đây sẽ hòa tan, trung hòa cái suốt dư này để làm gì? Để tránh cho cái kết của mà sắt 3 hydroxit được hình thành khi suốt còn dư, đúng không các bạn? Để trong môi trường kèm mà phèn sắt amoni này có chứa ion sắt 3, ngoài cái việc nó phản ứng để tạo phức với đại OH phenol, thì trong môi trường kèm thì nó sẽ tạo sắt 3 hydroxit trước. Chính vì vậy để tránh tạo cái tủa đó làm cho thay đổi cái màu sắc của cái dung dịch chính của mình ở đây ha các bạn, cho nên là người ta sẽ phải dùng H2SO4 để trung hòa cho hết cái lượng suất dư này, để đảm bảo là khi cái dung dịch có màu tím là cái phức này nó được hình thành chỉ giữa sắt 3 với cái OH phenol có trong cái màng toàn cầu, nhớ nha các bạn. Nên người ta bắt buộc phải pha cái dung dịch phèn sắt amoni trong axit sulfuric để axit sulfuric này nó trung hòa hết cái lượng suất dư, tránh tạo tủa sắt 3 hydroxit. Và tại sao lại phải dùng H2SO4 bạn thấy không? Mình dùng axit khác cũng được đúng không? Miễn là axit thì sẽ trung hòa được suốt thôi đúng không nè. Nhưng ở đây bạn thấy cái cốc muối của mình, cái streptomycin của mình đang dùng ở dạng muối sulfat. Chính vì vậy mà mình tận dụng cái axit sulfuric để đảm bảo là trong cái dung dịch chế phẩm của mình kiểm định tiếp theo á, hoặc là trong cái phần đó thì mình sẽ không đưa bất kỳ một ion khác nào ngoài cái sulfat thôi, đúng không các bạn? Acid sulfuric thì nếu nó còn dư lại nó cũng tạo muối sulfat, cái gốc muối sulfat đây trùng với cái mẫu, cái gốc muối của cái mẫu mình cần kiểm, cho nên là bắt buộc phải dùng acid sulfuric. Đó là cái lý do này, để cho nó không có đưa bất kỳ một cái ion lạ khác nào thêm vào trong cái mẫu của mình. Rồi, cái đó là tại sao mình sử dụng này. Các bạn có gì thắc mắc không? Thì tóm lại nè, đối với phản ứng của nhóm Tricto thì hiện tượng của phản ứng là gì ha? Tóm lại nha, hiện tượng phản ứng đầu tiên là dung dịch có màu vàng khi thủy phân nó trong suốt, sau đó cho phèn sắt amoni thì dung dịch có màu tím. Vậy là dung dịch có màu vàng trước ha, thủy phân cho dung dịch có màu vàng, cho phèn sắt amoni và dung dịch có màu tím. Nhớ đây là hai cái hiện tượng cho phản ứng của nhóm Tricto. Rồi mình sẽ qua tới cái phản ứng của gốc muối các bạn ha. Thì phản ứng gốc muối là phản ứng định tính gốc sulfat đó các bạn, SO4 2 trừ ha, cái gốc sulfat. Thì cái này đó các bạn, bạn sẽ gặp nó rất nhiều trong cái phần học thực hành hóa dược của mình. Hồi nãy á, mình nhận biết cái gốc muối chlorid thì phản ứng thuốc thử đặc hiệu của nó là gì? Bạc nitrat trong axit nitric. À, thì ở đây sulfat cũng vậy bạn, khi mình định nhận biết một cái gốc sulfat nào đó thì cũng có thuốc thử đặc trưng của nó là gì? Barychloric trong acid hydrochloric. Nhớ nha bạn, hai cái thuốc thử này để nhận biết gốc sulfat đây, barychloric trong acid hydrochloric thì để nhận biết gốc sulfat. Còn hồi nãy ở gốc chloric á, gốc hydrochloric á, muối hydrochloric thì là bạc nitrat trong acid nitric. Nhớ cái đó là hai cái cơ bản mình bạn sẽ gặp rất nhiều nha. Giống như sau này người ta kêu bạn định lượng ion clo trừ hoặc là ion SO4 2 trừ đó, thì bạn cũng tiến hành y hệt như vậy. Rồi bây giờ cách tiến hành nè, bạn cho một ít chế phẩm vào trong ống nghiệm.
thì bạn sẽ cho ít thôi, không cần nhiều nha, cho vào trong ống nghiệm, sau đó bạn thêm nước để hòa tan nó. Sau khi bạn cho nước vô, bạn đắp cho nó tan hết, tại cái gốc sinh pháp thì tan trong nước rất tốt ha. Bạn cho nó vô là nó tan thôi, sau đó bạn thêm 1 ml axit hydrochloric 10%, bạn trộn kỹ, bạn cũng lắc cho đều, cuối cùng bạn cho 3 tia chloric vào. Thì khi đó cái gì được hình thành các bạn? 3 tia sulfat được hình thành cho kết tủa trắng ha. Vậy thì nhận biết ion sulfat này nè, thì cái kết tủa trắng là kết tủa của bari sulfat. Nhớ nhớ bạn, còn với cái gốc muối hydrochloric cũng có kết tủa trắng, nhưng kết tủa trắng đó là của bạc chloric. Bạn nhớ phân biệt hai cái này, sẽ hỏi bạn trong phần thi cuối giữa kỳ nha, những cái giờ giảng, tại vì nó cơ bản lắm, mình sẽ còn gặp rất nhiều, cho nên bạn nắm kỹ để sau này mình gặp mình không bỡ ngỡ thôi, mình hiểu được cái cơ chế của nó. Rồi vậy phần định tính cái gốc sinh pháp, các bạn có gì thắc mắc không? Khi bạn đi thực hành á, thì bạn sẽ gặp một cái điều như vậy các bạn, là cái chế phẩm của mình á, bạn cho vô á, thì cái gốc, cái sinh pháp là cái gốc muối của nó, cho nên nhiều khi bạn cho vô mà bạn hòa tan nó rồi, như khi cho cái rồi bạn acid quá nó, sau khi đó bạn mới cho bari chloric vô, nó không thấy tủa trắng rõ ràng, bạn chỉ thấy nó hơi vẫn đục thôi, thì vẫn được nha các bạn. Có nghĩa là bạn muốn làm lại thì bạn cũng được, bạn lấy một chế phẩm nhiều hơn chút xíu bạn cho vô thì nó sẽ ra tủa trắng nhiều, còn không á thì bạn sẽ thấy là bắt đầu cái dung dịch của mình nó đang trong nó vẫn đục lên, nó chỉ đục hơn so với nước cất thôi. Thì bạn cũng có thể kết luận được, nhưng mà khi đó bạn sẽ lấy một cái ống nước cất, bạn làm mẫu chứng, bạn cho đưa cho giáo viên người ta chấm ha, lúc bạn đi thi thôi, còn lúc thực hành thì không cần đâu, nhưng lúc thực hành thì để cho bạn dễ quan sát thì cô có thể hướng dẫn bạn. Nhưng đi thi bạn nhớ là khi bạn làm tới cái phản ứng này rồi mà nó gần hết giờ rồi mà không còn thời gian nữa đâu, thì bạn có cách để đối chứng, có nghĩa là bạn nói đây là cô, cái dung dịch này nó có tủa rồi nhưng nó ít quá nên em cô thấy không rõ, thì em so sánh nó với ống nước cất thì cô thấy là nước cất thì nó trong suốt, còn cái ống chứa dung dịch của em nó có vẫn đục là được. Nhưng các bạn, là bạn có thể kết luận được là có kết tủa trắng. Nhớ nha, mặc dù là tủa trắng không hình thành rõ ràng nhưng nó vẫn đục cũng kết luận được, nhưng phải biết cách làm, có nghĩa là bạn phải biết cách giải thích để được điểm ở phần này, nhớ ha. Rồi cái phần định tính của Stepto nói lại, như vậy thì khi định tính một mẫu là Streptomycin sulfate thì mình sẽ có các cái bước thực hiện sau các bạn ha. Có 3 bước. Thứ nhất là phản ứng của nhóm renin hay là carbuanidin, gồm carbuanidin cho hiện tượng phản ứng là làm xanh giấy đo pH hay là giấy chỉ thị vạn năng ha. Ở trường, ở phòng của mình gọi giấy đo pH cho các bạn dễ nhớ. Rồi tiếp theo, phản ứng của nhóm Stepto thì thủy phân trong suốt dung dịch ban đầu có màu vàng, sau đó có màu tím với dung dịch phèn sắt amoni trong axit sulfuric. Nhớ nha các bạn. Và cuối cùng phản ứng của gốc muối sulfat cho kết tủa màu trắng. Rồi đó là phần định tính của Stepto. Hai các bạn nắm được cái phần này nha. Rồi sau đây mình sẽ qua tới phần định lượng Streptomycin sulfat. Thì các bạn thấy nè, cái phần định lượng Streptomycin sulfat đó, mình sẽ ứng dụng cái nguyên tắc này, thấy không bạn? Nguyên tắc định lượng của nó là thủy phân Streptomycin sulfat thành cái manton, hồi nãy là phản ứng định tính thứ hai của mình đó, định tính nhóm đường đó. Nha, manton giải phóng màu với sắc vàng đã tạo phức của cái OH phenol có trên manton này với sắc vàng tạo dung dịch có màu tím đó. Thì mình sẽ tận dụng cái màu tím của dung dịch đó để mình đo quang và mình tính ra được cái cường kết hoạt lực kháng sinh có trong Streptomycin nha. Còn ở đây nhắc lại các bạn, Streptomycin á, các bạn thấy ngoài chế phẩm ngoài thị trường bây giờ nó còn nhiều không các bạn, và phần lớn nó ở dạng nào? Thì đa phần các bạn ha, bạn thấy là Streptomycin để chích trần ngừa gì, lao phong, đúng không các bạn? Còn về đường uống thì gần như nó chỉ có một chế phẩm duy nhất là Streptorin thôi. Sau này các bạn đi nhà thuốc chắc các bạn có thể gặp đó. Còn cái phần nhiều cái Streptomycin nó chỉ dùng ở dạng đường tiêm chích, cho nên nó dùng gốc muối sulfat thì nó để dễ tan mà các bạn, để nó pha tiêm cho dễ dàng. Đó là lý do mà sao nó chuyển về gốc muối sulfat ha. Rồi bây giờ nè, khi định lượng bằng phương pháp đo màu, đo cường độ màu hay còn gọi là phương pháp đo quang phổ đó các bạn, thì bạn thấy cái Streptomycin, cái dung dịch cuối cùng của nó đó,
nó có màu tím đúng không? Hồi nãy phần định lượng của nhóm sắc tô mình thấy cuối cùng cho phản sắc amoni vô thì bạn thấy dung dịch có màu tím đó, người ta đem cái dung dịch màu tím đó đi đâu qua, nhớ nha các bạn. Cho nên bạn thấy khi dung dịch có màu thì bước sóng của nó đây các bạn, nó có nè, đo cường độ màu ở bước sóng 535, thì đây là cái bước sóng mà người ta ở cái bước sóng này, cái dung dịch streptomycin cho cái hấp thu cực đại lambda max nó nằm ở bước sóng 535. Thì bạn thấy 535 là rơi vô dụng thì các bạn mình biết đúng không? Tại dùng có màu hay là dùng nhìn thấy được thì rõ ràng là dung dịch của mình có màu mà, đúng không? Cho nên vậy thì đối với cái dùng biết là dùng có màu thì cái cống đo quang của mình sẽ đành bằng chất liệu gì các bạn? Thì đối với cái dùng biết đó các bạn, cái cống đo nó sẽ không có sự kén chọn, có nghĩa là bạn dùng cống nào cũng được, cống thạch anh càng tốt, không thì bạn dùng cống nhựa hay cống thủy tinh đều được. Đối với cái dùng VIP này, cái cống đo quang của mình á, cống để chứa cái dung dịch cần đo của mình á, bằng chất liệu gì cũng được, nhớ nha các bạn. Cống thạch anh thì càng tốt, nhưng mà cái cống không có thạch anh thì dùng cống nhựa hay cống thủy tinh đều được, nó không có kén chọn cốc. Còn ở cái bài chloramphenicol á, nó nằm trong dùng UV, cái dùng không nhìn thấy được dung dịch trong suốt, cho nên bắt buộc phải dùng cống thạch anh để chứa cái dung dịch cần đo quang, nhớ nha các bạn. Rồi cái phần định lượng nè, thì các bạn thấy nè, khi tiến hành định lượng thì mình phải bằng phương pháp đo quang thì mình phải có mẫu để đo đúng không các bạn, mình phải có dung dịch thử và dung dịch chuẩn. Thì cách pha dung dịch ở đây đầu tiên chuẩn bị nè, pha dung dịch A bạn thấy đây cân chính xác khoảng, nhớ nha. Vậy thì cái sai số cho phép là cộng trừ 10% so với lượng cân, và cái lượng cân ở đây rất là nhỏ, bạn thấy không, 70 mg, nhớ lưu ý cái phần lượng cân nha. Thì mình đổi ra gam trước rồi mình tính sai số trong khoảng 10% là bao nhiêu, và đi cân bằng cân phân tích. Nhắc lại đây ha, sau khi bạn cân xong tặng quà tan chế phẩm mình trong cái cốc đi. Ở đây nó dễ tan dữ lắm bạn, cái Crepto này nó không như cái chloramphenicol, nó rất là dễ tan trong nước, cho nên bạn cho nó vô cái cốc nhỏ, bạn cũng cho khoảng 10-20 ml gì đó, bạn hòa tan nó, sau đó bạn chuyển vô bình định mức, rồi bạn tráng cốc nhiều lần, thêm nước cho vừa đủ 100 ha. Đây là được dung dịch A nha, mới có dung dịch A là mới là để hòa tan cái chế phẩm thôi chứ chưa gì hết nè các bạn. Rồi các bạn bước tiếp theo, bây giờ bắt đầu mới vô giai đoạn thủy phân để chuyển từ cái Crepto sang cái Manton đây các bạn ha. Thì giai đoạn này á, cái mẫu, cái dung môi để làm là gì, là suốt. Chính vì vậy bạn phải tiến hành cả hai mẫu song song với nhau, là mẫu thử và mẫu trắng ha. Đối với chloramphenicol á, dung môi của bạn chỉ đơn thuần là nước không thôi, cho nên mình làm mẫu trắng là nước cất được, không cần phải chuẩn bị. Nhưng đối với bài streptomycin thì dung môi của mình á, sau khi nước cất để hòa tan mẫu rồi, mình phải thủy phân nó trong suốt, cho nên cái dung môi của nó sẽ thay đổi, không phải là nước, thành ra mình phải chuẩn bị một mẫu trắng tương tự như vậy, có thành phần giống như vậy, nhớ nha các bạn. Vậy thì khi đó mình sẽ tiến hành nè, mình chuẩn bị hai cái bình định nước 50 nha các bạn, ghi chú rõ ràng bình mẫu thử mẫu trắng nha, bạn sẽ lộn á. Rồi sau đó bạn cho nè, ở bình mẫu thử thì bạn sẽ hút chính xác 20 ml dung dịch A mà mình vừa pha ở trên đó, dung dịch chứa streptomycin của mình đó, bạn hút chính xác 20 ml, bạn cho vô bình mức 50. Tiếp tục bạn cho 5 ml suốt vô, bạn để đó nha. Ở mẫu trắng thì mẫu trắng là mẫu không có chế phẩm ha, chỉ là cái dung môi giống với dung môi của cái mẫu thử của mình, cho nên thay vì là mẫu dung dịch thử, dung dịch A thì ở đây 20 ml ban đầu của mình là nước cất, nhớ nha các bạn. Mẫu trắng là mẫu không có chế phẩm, thì thay vì 20 ml dung dịch chế phẩm mình sẽ thay bằng 20 ml nước cất. Rồi tiếp theo đó cũng là 5 ml suốt NaOH1N, nhớ nha các bạn, 5 ml NaOH1N. Như vậy thì ở giai đoạn này thành phần ở trong hai cái ống này thể tích giống nhau đúng không, thành phần thêm vào giống nhau, chỉ có cái là có mẫu, cái không mẫu là nước thôi, nhớ nha các bạn. Đây thể tích của nó hiện giờ là như cả hai bình đều là 25 ml hết, nhớ bạn, nhớ chú ý cái phần này nó ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả đo quang của mình. Nên sau khi bạn chuẩn bị được hai cái mẫu này xong rồi
bạn đem nó đi đun sôi cách thủy trong 30 phút. Thì cách thực hiện nha các bạn. Khi bạn đun sôi, người ta yêu cầu bạn đun cách thủy sôi. Thì cách thủy sôi ở đây là nước trong nồi đun cách thủy sôi chứ không phải nước trong bình định mức, rồi nhắc lại nha. Rồi cách làm, bạn sẽ đặt hai cái bình định mức này vào trong cái nồi nhôm, bạn đổ nước vô, bạn dùng mấy cái kẹp ống nghiệm á, bạn giữ cho hai cái bình định mức của mình nó không bị xê dịch khi bạn đun nha. Rồi trong quá trình đun sôi này á, đun cách thủy sôi này thì bạn nhớ đặt hai cái bình định mức của mình á, bạn đậy nắp thì bạn phải chèn giấy. Nhớ nha, tại vì khi nhiệt độ thay đổi thì áp suất trong bình nó thay đổi, nó có thể làm bật cái nắp ra. Nếu bạn đậy kín mà nó bật ra rồi có khi đổ mất luôn cái dung dịch của mình, bạn phải tiến hành lại, mất thời gian. Học không sao nhưng thi sẽ không có thời gian để làm. Nhớ nha các bạn, cho nên bạn nhớ chèn giấy để nó có cái đường thoát khí ra, nó đẩy khí ra bên ngoài, nó không làm bật nắp hay không ngã đổ bình. Nhớ nha, đậy nắp thì phải chèn giấy. Nhắc đi nhắc lại phần này, tại đã gặp rồi. Đi thi các bạn không chịu đậy đậy nắp, không chèn giấy, nó bật, nó ngã đổ rung vô trong cái nồi đun cách thủy này là mất mẫu nè. Phải làm lại từ đầu ha, không đủ thời gian để làm. Nhớ nha các bạn. Rồi sau khi bạn đặt nó vô cách thủy rồi bạn đun, thì nước trong nồi cách thủy sôi thì bạn sẽ tính thời gian là từ lúc nước trong nồi cách thủy sôi cho đến khi kết thúc cái thủy phân này là 30 phút. Nhớ nha, nước trong nồi cách thủy sôi chứ không phải nước trong hai cái bình định mức này sôi. Nước trong đây không thể nào sôi được, nhớ nha các bạn. Rồi tiếp qua nè, sau khi mình cách thủy sôi trong 30 phút rồi thì các bạn đem cả hai cái bình nước ra ngoài, bạn để nguội. Thì bạn có thể để nguội bằng cách để tự nhiên bên ngoài nếu bạn dư thời gian, hoặc bạn có cần thời gian để làm việc khác. Còn không thì bạn đem nó làm nguội dưới vòi nước. Có nghĩa là bạn mang nó ra cái vòi nước, bạn mở cho bình nó nguội nhanh ha. Sau khi bình đã nguội thì bạn sẽ thêm là lần lượt vào từng bình, có nghĩa là vào bình mẫu thử và bình mẫu trắng. Nhớ nha, thêm lần lượt vào từng bình có nghĩa là thành phần ở trong hai cái bình luôn giống nhau. À, thì sau khi bạn đun sôi cách thủy rồi á các bạn, thì lúc này nè, dung dịch trong bình định mức của mình có màu gì? Màu vàng nha các bạn, giống như cái giai đoạn 1 của cái phần phản ứng định tính của nhóm Stretto vậy đó. Dung dịch có màu vàng trước thì bạn thủy phân nó trong suốt. Cả hai cái bình này thì cái bình mẫu thử của mình sẽ màu vàng đậm hơn, còn bình mẫu trắng đâu có chế phẩm đâu, đúng không? Nhưng mà khi bạn đông lâu như vậy thì cái bình của mình nó cũng sẽ có màu, nhưng mà nó chỉ là cái màu hơi có màu chút xíu thôi chứ không có. Nhưng bình mẫu thử phải là màu vàng. Bạn nhớ quan sát cái này nha, để coi mình có bị sai ở cái giai đoạn nào. Nếu mà vàng thì không sao, không có màu hay là màu quá nhạt hay gì thì nhớ coi lại nha, có thể tiến hành lại chứ không không kịp thời gian nữa ha. Nhớ lưu ý màu sắc của hai cái bình ở giai đoạn này, nhắc lại là bình mẫu thử dung dịch có màu vàng, còn bình mẫu trắng chỉ là nước cất cho nên màu nó có sậm hơn một chút do có suốt ở trong đó thôi nha. Rồi tiếp theo nè, thêm lần lượt vào từng bình 50 ml dung dịch bèn sắt amoni trong axit sulfuric 2M. Thì đã nhắc cái phần dung dịch này là nhỏ 50 ml dung dịch này vô bình luôn, hút 50 ml cho vô bình. Thì ở bình mẫu thử dung dịch sẽ chuyển từ màu vàng sang màu tím, nhớ nha các bạn. Còn ở bình mẫu trắng thì nó chỉ là màu vàng của phèn sắt amoni thôi. Nhớ quan sát từng cái giai đoạn giùm tôi. Rồi sau khi bạn cho phèn sắt amoni vào trong từng bình rồi thì khi đó mình sẽ tiếp tục thêm nước cất cho vừa đủ 50. Bình mẫu thử cũng vậy, bình mẫu trắng cũng vậy. Nhớ nha, lúc nào thể tích của hai bình đều như nhau hết. Bình mẫu thử thể tích bao nhiêu ml thì bình mẫu trắng cũng y như vậy. Đến giai đoạn này nè, bình mẫu thử của mình khi là nguội thì mỗi bên là 25 ml, đúng không các bạn? Sau đó cho 5 vô là 30, là cả hai bình đều y như vậy nha. Bạn nhớ chú ý phần này của tôi. Rồi sau khi cho phèn sắt vô thì cho nước cất vô cho đủ 50 ở mỗi bình. Rồi bạn cho nước cất vô đủ thể tích rồi lắc kỹ hai bình, sau đó để yên 15 phút. Nghĩa là bạn lắc kỹ xong bạn để cả hai bình cho nó yên, cho cái dung dịch trong bình nó ổn định lại. Rồi mình bắt đầu đem đi ra ngoài nha. Đo quang thì ước sóng hấp thu cực đại của nó là 535. Sử dụng mẫu trắng để auto zero là để chạy cái đường nền đó. Đối với cái chloramphenicol thì người ta dùng nước cất để auto zero để chạy đường nền ha. Còn với cái streptomycin, dung môi của nó là thành phần khác nước cất, cho nên là phải làm mẫu riêng và nó có cái mẫu trắng ha. Mẫu trắng ở đây sẽ đem đi sử dụng để làm auto zero để chạy đường nền trước,
sau khi auto zero xong mới cho mẫu thử vô đo. Nhớ nha các bạn, cái cách thực hiện cách sử dụng máy đo quang phổ sẽ hướng dẫn cho các bạn khi các bạn đi thực hành ha. Rồi sau khi có cái kết quả đo quang rồi thì các bạn sẽ bắt đầu tính kết quả định lượng nè. Thì cách tính kết quả định lượng thì các bạn thấy nè, nồng độ streptomycin tính bằng microgram trên ml. Người ta áp dụng công thức này để tính. Thì cái công thức này đây các bạn là do Dược Điển Việt Nam quy định, và người ta đã thấy rồi, sau khi người ta nghiên cứu đầy đủ thì người ta thấy đối với cái công thức này nè, thì cái hàm lượng của streptomycin nó nằm trong cái khoảng tiến tính trên cái đường người ta xây dựng đó. Cái này là cái tiêu chuẩn do Dược Điển Việt Nam quy định, à, mình không có tự đặt ra. Thì bắt đầu tính đây các bạn, nồng độ stripto được tính bằng công thức là A bằng 594 nhân E. Vậy thì E đây là gì? E chính là cái mật độ quang, cái độ hấp thu mà bạn đo được trên máy. Nhớ nha các bạn, bạn ghi chú phần này, có nhiều bạn đo ra rồi nhìn công thức không biết thế nó vô chỗ nào nha. E ở đây chính là cái độ hấp thu bạn đo được trên máy, đo được cái dung dịch của mình đó, dung dịch streptomycin sinh phát sau khi đo được độ hấp thu, đó là E. Thế vô công thức này bạn tính được A. Rồi sau đó bạn sẽ thế vô đây, A nhân 250 chia B, B là lượng cân đó các bạn, còn 250 này chính là độ pha loãng của dung dịch của mình. Các bạn tính toán đi ha, các bạn sẽ ra được con số này, còn không sẽ hướng dẫn bạn khi bạn thực tập, tôi sẽ làm chỉ cho các bạn nha. Thì cái bạn thế vô công thức này, bạn tính được A, tính được trên đây, còn B chính là lượng cân ban đầu là nhiều 0,07 gram, nhớ nha các bạn. Còn không thì đây nè, bạn nhớ nè, hoạt lực tính lên microgram, vậy thì microgram trên miligram, vậy thì B ở đây chia cho nhiều 70 hay 70 mấy miligram, nhớ nha, chuyển nó về miligram mới đo, mới thấy vô đây nha các bạn. Rồi, như vậy là các bạn kết thúc cái phần kiểm định streptomycin sinh phát. Nha, bây giờ các bạn nghỉ giải lao ha, nghỉ giải lao khoảng 10 phút nữa nha. Bạn đến 7, bây giờ là 9:25, các bạn nghỉ giải lao đến 9:35. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp cái phần báo cáo thực tập. Thì nếu các bạn có gì thắc mắc, các bạn có thể trao